Mỗi ngày tôi đều chọn một niềm vui, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Long Đen xin chào tất cả các bạn ạ. Công việc của Long vào buổi sáng ấy, của mình buổi sáng là rất chi là bận rộn. Không phải bận rộn, đây là công việc vất vả gì cả. Thật ra đó là những cái đam mê của mình thôi. Đam mê khi mình thích thì mình không thể kêu đó là vất vả được. Mà đam mê thì nhiều khi đó là một cái công việc thân thuộc rồi. Đó là cho những con chim ăn, rồi thì đi nhặt trứng đấy, các bạn thấy ở đoạn đầu video mình cho các bạn xem đấy. Thì hôm nay chia sẻ một cái niềm vui gửi tới cho tất cả các bạn đang xem video. Đầu video cho mình gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các bạn. Chúc các bạn là luôn vui vẻ trong cuộc sống. Thì niềm vui hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn đó là những cái chú cá bảy màu các bạn. Những chú cá bảy màu mà hôm vừa rồi mình mua về ấy, là những chú cá cái, 5 chú cá cái các bạn, là đang có chửa, hiện tượng đang có chửa hết rồi. Thì mình sẽ mang ra, bắt lựa nhẹ nhàng mang ra cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy đấy, nó bụng rất chi là to rồi. Cả trống cả mái nó đang quấn quýt với nhau đúng không ạ? Rất chi là đẹp. Nói chung là mình phải vất vả mang ra như vậy, lấy nước ở trong cái thùng cũ này của nó ra, rồi nhẹ nhàng dùng vạt mang ra để cho các bạn nhìn thấy cho nó dễ hơn. Bụng nó rất chi là to rồi, rất vui. Nó lần đầu tiên, nếu mà thực sự nếu mà nó có chửa mà nó sinh sản thì lần đầu tiên mình nuôi được cá sinh sản đấy các bạn ạ. Vui lắm. Tuy rằng cái kinh nghiệm của mình chưa có mà được rất nhiều các bạn đã đóng góp những cái ý kiến vào để mình chăm sóc được tốt hơn thì nó chung là cũng khá ok rồi. Con nào con đấy là bụng rất chi là to rồi. Nhưng mà mình nghĩ, tức là mình nghĩ thôi, thì chắc là nó cũng sẽ phải chờ một cơn mưa rào. Ý là kiểu cá thì bao giờ cũng chờ cái cơn mưa thì nó mát trời thì nó mới sinh sản được đúng không? Hay là cá bảy màu này khác nào thì mình cũng không nắm được. Nhưng mà nếu như các bạn nó biết mà thời chu kỳ nào hoặc tầm này sắp sửa đẻ hay xưa thì các bạn cũng cố gắng, bạn nào biết các bạn chia sẻ giúp mình để mình còn lựa. Thì không biết có phải là sau khi mà cá sinh sản, cá mái sinh sản thì phải bỏ cá trống rốt riêng ra hay không, thì cái này mình chưa nắm được, nhưng cũng có nhiều các bạn cũng bảo mình là như vậy thì không biết có phải không. Thì bây giờ mình đã cho vào đây rồi các bạn này, mình đã cho vào rồi, cuộc sống là lại tiếp tục yên ắng rồi. Nó rất chi là vui vẻ các bạn. Thì mình bây giờ mình sẽ đi lên nhà quế, mình hót mấy con, vớt mấy con loang quăng bo bo gì đấy để thử xem về thay đổi bữa ăn cho chúng nó xem cải thiện tốt hơn không. Còn thì thức ăn của nó đây các bạn này, đây là thức ăn của nó đây các bạn này. Mình vẫn cho ăn, nó ăn rất chi là tốt. Thế nhưng mình muốn thay đổi một cái bữa thức ăn cho nó một chút xíu thì các bạn cùng với mình đi lên nhà quế để bắt cái con đấy xem tình hình ra sao các bạn nhé. Chẳng cần nói thì các bạn cũng biết đây là trên nhà quế rồi, chắc là nó thân quen lắm được đúng không? Mình hôm nay mình cứ thử đi lấy cái con này gọi là con loang quăng này. Ở trong cái chỗ này nhà này nhiều rắn lắm này. Ui dồi ôi, mưa ướt thế này. Giờ mà gặp con rắn thì thôi thì có mà chạy mất dép luôn. Xem nào, đây mình chuẩn bị chai nọ sẵn đây. Gớm, hắn cũng chắc hắn cũng cũng múc hay sao đây, cũng chuẩn bị đồ đạc lỉnh kỉnh ghê. Đây các bạn này, đây là cái vạt lăn lô ấy. Thử xem nào. Wow. À có các bạn ạ. Có. Wow. Ôi sao không được nhiều như hôm hắn ở đấy nhỉ. À xem nào. Ôi chắc là cũng không 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 có nhiều. Thùng này xấu lắm, trông này tôi xin xấu lắm. Ôi hỏi miền mà lắm. Ôi ôi em ơi, xuất hiện đi này em ơi. Không có gì, để mình cố gắng mình tìm một cái vế kia phát xem thế nào. Ái già các bạn ơi, đào đúng mỏ rồi các bạn ơi, các bạn nhìn thấy không? Đào đúng mỏ rồi, xong rồi. Xong rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Đẹp rồi. Ôi giời ơi. Quả này thì cá bảy màu thì tha hồ ăn luôn. Ôi, thế này thì rửa đến bao giờ nhỉ? Rửa đến bao giờ nhỉ? Ôi. Nhiều lắm các bạn, mình thấy nó bu 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 ở cái rìa này. Đây đây, mình đổ vào đây đã. Sau về rửa sau. Yo, 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 yo. Yo. Vui đấy, đây. Các bạn nhìn này, đỏ ngầu luôn. Chín. Rồi, cho vào đây. Sau về cho nước sạch vào. Cho nước sạch vào sau bắt đầu rửa các bạn. Ok.
Hay đấy, trò này hay đấy, vui đấy. Nhiều đấy các bạn ạ. Thế này thì như chỗ này lại không thấy có. Ở đâu có chỗ kia có thôi nhỉ. Ồ, lạ nhỉ. Ồ, đang vui, đang cảm xúc, đang lên cao, tự dưng thế này hết. Đây đây, đoạn này còn một tí ET nữa các bạn ạ. Đoạn này còn một tí ET nữa. Nó như kiểu con, nó như kiểu con run đất đi các bạn ạ. Ấu trùng của run đất ý. Vào đây. Thì ra là nó là con này. Đây, 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 nó lại le ve đỏ đây các bạn này. Đây, đỏ đây. Ây xa. Này thì cá, cá bảy màu đang có chửa lại thao ăn rồi. Sơn sứt thao ăn rồi. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Sao lại có lông gà ở đây chứ? Các bạn ạ, sau một thời gian tìm tòi và lung lấu và mình cũng đã biết thế nào là con loang quang. Và mình cũng lấy cho mấy con cá bảy màu của mình về để về mình rửa các bạn, về mình rửa. Ui, chết. Này, em sợ lắm rồi anh Quế ơi. Rắn rết mà nó phi ra giờ thì em chạy đằng nào. Ôi. Đây mình đem về mình rửa các bạn, đem về rửa. Tiện để xem cái avi của hắn xem khủng khiếp thế nào. Ai da. Ai da. Ghê phết đấy, nên cơm lên cháo phết đấy đây. Ai da, ghê chưa? Hắn ta lại làm thác này, lại quả này lại làm thác chảy đây. Chát chít trông đẹp phết đấy. Ai da. Thôi, mình vội về để vệ sinh rửa ráy lại cho cái mấy cái con này để cho cá bảy màu ăn các bạn nhé. Buồn quá các bạn ạ, vừa lên Quế, lên Quế lấy cái con bố bò long quang này, sau vào hỏi Quế cái bảo con này không phải anh ạ. Không phải con bố bò long quang gì đâu, chỉ có con vài con long quang này thôi. Ủa thế là mình lại thôi bỏ đi, bởi vì là trông nhìn nó cứ đen xì đen xúi, trông mất vệ sinh đó các bạn. Thì tất nhiên thì nuôi thì cũng có con nọ ăn con kia, nhưng mà mình không muốn cái lúc mà không may các bạn đang xem video của mình đang lúc đang ăn thì nói chung là nó mất vệ sinh, mình không thích vậy. Mình đã đi ra vườn kiếm được một chút xíu cái con kiến ấy các bạn ạ. Con kiến ấy các bạn bảo là dùng trứng kiến được. Thế nhưng mà mình đập một cái hộp tre ra thì kiến nó tranh nhau trứng với mình, thành ra mình rũ rũ ra mình lấy được một chút xíu. Thì lấy được một ít như này thôi thì thôi lại để mấy chú bảy màu, chốc nữa mình lại đi kiếm thêm lại cho bữa ăn nó nhiều nhiều hơn vậy. Còn một chút xíu này ấy, thì cái này là đây là cái trứng kiến con các bạn. Nếu trứng kiến to thì nó sẽ to hơn. Đúng là trứng kiến thật. Mình thì thôi đành nhường lại phần này cho cái con cá beta này của mình các bạn nhé. Để mình thả vào cho cá beta của mình ăn xem nó có ăn không. Chắc là nó ăn thôi. Rồi, vào đi. Ok, anh em ơi, anh mang thức ăn tươi sống vào cho em đấy. Ăn tốt đấy, ôi ăn các bạn ơi, ăn rồi. Các bạn này, các bạn đấy, nó đang bắt đầu lừ tiến lên đấy. Để theo dõi xem nó có ăn khỏe không các bạn nhé. Bởi vì lần trước ấy, mình cho ăn cá con ấy, thì các bạn khuyên mình là không nên cho ăn cá con. Vì cá con sau này nó sẽ thành mắt nết, kiểu sợ nó mắt nết. Ví dụ như sau mình có ghép đẻ thì là nó sẽ ăn cá con ấy. Thì thôi mình vất vả một chút xíu vậy. Dừng dưng thế nhỉ. Vừa làm một miếng xong cái lại thôi đi. Hay là không ăn, phụ công anh vất vả đấy. Ồ, nó không ăn, nó lại còn đứng im này các bạn này. Nó lại còn đứng im này. Không thèm múa mang gì luôn. Áng binh bất động luôn. Hay là cái kiểu ăn của nó phải thế nhỉ. Đấy, 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 đang di chuyển lên rồi. Ăn rồi. Mình chọn ở góc quay như này thì cho các bạn nhìn mới rõ được. Wow. Bắt đầu đang uyển chuyển đấy, đang bắt đầu đấy. Di chuyển rồi. Đẹp nha các bạn nhỉ. Cái đuôi của nó đẹp thật đấy. Mấy con cá này dễ nuôi cực kỳ các bạn. Mình không biết có phải là hay là do kinh nghiệm, hay là mình được các bạn đóng góp nhiều kinh nghiệm nuôi, nhưng mà mình thấy 4-5 hôm mới cho ăn một lần cũng không sao cả. Ăn đi anh em ơi, ăn đi. Thưa các bạn ạ, để cho chú cá beta này bình yên, ăn uống cho nó thoải mái, các bạn mình sẽ cất đi. Và bây giờ mình lại tiếp tục đi kiếm cho những con cá bảy màu một vài cái thức ăn mới lạ hơn. Mong sao cố gắng tầm bổ thêm cho các em mái nó chút chút gì đó để nó nuôi trứng, gọi là nuôi trứng. Bây giờ chưa phải là đẻ nữa mà chưa nuôi con. Thì các bạn cùng theo dõi mình nhé.
các bạn ạ. Đấy, cả một buổi sáng tìm tòi và lung lấu, đi ra đi vào, đi khắp các vườn, khắp các ngả, rồi cuối cùng phải đi đến một cái nơi mà cách nhà khoảng độ 3 km các bạn. Mình biết cái nơi đấy là có khả năng có kiến, bởi vì là nó ở dưới hốc đá. Đã tìm được về nhưng mà giờ không biết là mình chuẩn bị thau nước đây, nhưng không biết mà có phải là có cho đất vào đây để hớt kiến hay không đây này. Đấy, đây giờ cũng là một cái khâu rất chi là quan trọng. Cứ đi ra lại đi vào, đi về lại đi xuôi, rồi lại ngắm cây ớt cho nó cay. Nhưng mà thôi được cái là cũng vui phết các bạn. Không thể thất hứa được, vì là mình đã hứa là hôm nay tìm một cái bữa ăn thịnh soạn cho cá bảy màu. Bây giờ mình không biết là có phải cho vào nó. Các bạn đợi mình thử cho đất đây vào đây xem nó có nổi cái ấu trùng kiến lên không các bạn nhé. Đây, mình sẽ tiến hành cho đất vào đây. Ui, không biết là có nổi không ấy. Không biết cách này nó có phải là cách này hay không các bạn. Lổi các bạn. Lổi rồi. Đi lấy vất vả, phải lấy thật sạch vào các bạn. Lổi nhá. Tuyệt vời rồi. Nhưng mà cái ấu trùng con của đàn con không thấy đâu các bạn ạ. Thôi chết rồi. Đây các bạn này. Ồ, đi đâu rồi nhỉ? Đây giờ mình bắt đầu mình vớt này. Thôi chết rồi. Thấy có tiếc không gì nhỉ? Cái ấu trùng của cái bọn con ấy nó cũng nhiều ghê các bạn thấy không? Đây. Wow. Ui, kiến nó bò đây. Trông như hột gạo các bạn nhỉ. Các bạn này, những cái ấu trùng to này này, những cái ấu trùng cái ổ kiến to ấy, thì mình sẽ cho cái hai cái vợ chồng cái con cá sân sứt đuôi cờ ấy, lấy mấy con các bạn. Lấy mấy con ấu trùng to này này. Thế còn thì con lấm nhỏ này là tại nó nhỏ quá mình không nhìn thấy, nhưng mà sau mình cho bọn bảy màu nó ăn những cái ấu trùng con các bạn. Ồ, nhìn trên lúc mình hót thì nhiều thế mà tại sao giờ đây nó trông nhỏ xíu nhỉ? Đây mình cho con cá bảy màu, à quên, xin lỗi các bạn, cho con cá sân sứt ăn 3-4 cái ấu trùng to trước đã. Nào anh em ơi, đây. Mình thảo đây các bạn này, phải dùng cái nhím nhỏ xíu để gắp các bạn. Cho nó 3-4 con đi. Cho hai vợ chồng nó ăn. À các bạn này, chính tỏ là cái ấu trùng nó nhỏ quá mình không nhìn thấy thôi các bạn. Nhưng mà thả xuống dưới nước này mới thấy là rất nhiều các bạn. Ngon bổ dưỡng chưa? Đấy. Rồi, giờ bây giờ quay sang mấy cái chú bảy màu các bạn. Thì cái con sân sứt của mình đây này các bạn này, các bạn này. Nhìn này, đây nó đang ở góc này này. Đấy, đang ở góc đấy đấy. Một lúc nữa là nó ăn rồi đấy. Bây giờ mình mang sang cho mấy chú cá bảy màu này. Xin chào. Như lời hứa nhá, anh lấy cho hết rồi đây này. Đấy các bạn nhìn nhá. Các bạn nhìn này, mình sẽ lấy cái máy quay kia mình quay cho các bạn nhìn cho rõ nhé. Đây, bởi vì là cái máy này thì nó không lấy được led các bạn. Đây, chúng nó đã nhâu lên rồi đấy. Như lời hứa nhá, anh mang đi tận mấy cây số để tìm mồi ăn cho đấy. Mình có mồi ăn đây này các bạn, nhưng mà mình muốn thay đổi bữa cho một chút xíu thôi. Nào, xin mời nào. Xin mời các anh hùng ra sới. Ui, các bạn ơi, nhiều thế. Ui, lúc mình hớt thì mình không thấy, nhưng mà giờ vào mới thấy nhiều là các bạn này. Wow. Để xem nào. Ui, chúng nó ăn này các bạn này, chúng nó ăn kìa. Ui, chúng nó phi này. Ui. Ghê phết đấy. Mấy em cái rồi, nhanh lên, không mấy em mấy anh được ăn hết rồi. Nhanh lên. Ok kìa. Ui, nhanh lên. Đúng là món ăn mới và khác ghê. Các cậu phi ghê. Ui. Sao đây, mấy em mái đâu rồi? Ngại ngùng gì? Nhanh lên. Ui. Quái già, được đấy. Chính tỏ cái món này là món khoái khẩu của cá bảy màu các bạn nhìn này. Để nó đang rút vào đây này. Úi giời, thích chưa? Úi, nó đang phi vào. Ui, ngon chưa? Úi già. Đấy. Được, cứ ăn ngon đi. Cứ đẻ thật nhiều đi. Anh sẽ đi lấy thật nhiều cho các em. Úi, nó còn dắt nhau vào trong kia ăn, húi vào trong kia ăn nữa. Thoải mái chưa? Mình không dám cho ăn nhiều các bạn. Đây chắc là bởi vì là như nhiều bạn bảo là cá bảy màu ăn nhiều nó sẽ sình bụng. Thì những cái ấu trùng nhỏ này thì nó ăn hết rồi thì thôi, sau mình sẽ gắp mấy cái ấu trùng to ấy. Mấy ấu trùng to ở chỗ này này các bạn này.
mình sẽ chuyển sang cho mấy con sơn sứt nó ăn đấy, mấy con đuôi cờ mình quen gọi là sơn sứt nhưng mà thực ra nó gọi là đuôi cờ các bạn. Ơi, thích chưa, thích chưa? Anh vất vả cả một buổi sáng đấy. Hôm nay mình cái kiểu thợ hàn người ta bảo xuống hàn ấy, hàn cái AV nhưng mà mất điện các bạn, thì mình lại có nhiều thời gian để chăm sóc mấy chú cá bảy màu này hơn. Mà rất vui là hôm nay lại phát hiện nó bụng nó to. Bụng to như này chắc là có chửa rồi, như ở đâu video mình chia sẻ với các bạn ấy, bụng tròn xoe luôn. Đây mấy con này bụng tròn xoe luôn nhá. Úi, con kia nó đang rằng, con kia nó đang rằng. Úi, nhìn thích thế. Úi giời. Không còn rằng nữa rồi các bạn. Nó khôn hơn rồi, giờ đi ăn tìm ăn mồi con rồi các bạn. Không ăn mồi to à? Rồi, thì mình sẽ vớt mấy con mồi to ra để cho mấy con sơn sứt đuôi cờ các bạn nhé. Đây các bạn này, các bạn này, đây là những cái ấu trùng to này các bạn này. Ấu trùng to này mà cho trùng nó hôm nay mình cũng thấy ăn nhiều mà mình gắp bớt sang cho đuôi cờ. Bởi vì là hai vợ chồng đuôi cờ bên đấy thì nó cũng đang cần mồi ăn các bạn. Yêu thương quá nhiều khi cũng không phải là cái tốt đâu. Wow. Đấy là nhiều các bạn đã bình luận ý kiến là như vậy. Bởi vì là thực tế ra thì mình cũng toàn học các bạn ở trên mạng, các bạn chia sẻ với mình thôi, chứ còn mình không hề có một chút xíu nào cái kinh nghiệm đâu. Rồi để mình tạm biệt những chú cá bảy màu này. Rất mong là những chú cá bảy màu này sẽ làm các bạn vui mắt này và tinh thần phấn khởi hơn. Các bạn đừng quên ủng hộ cho những chú cá màu này của mình, những cái lượt đăng ký và những lượt thích các bạn nhé. Cố gắng sinh sôi nảy nở tốt em nhá. Anh rất kỳ vọng vào các em đó. Ok. Nó bảo là nó sẽ đẻ con mỗi một con 100 quả trứng luôn, 200 quả trứng luôn các bạn ạ. Vậy là chia tay những chú cá bảy màu các bạn ạ, và chia tay độ cặp vợ chồng nhà đuôi cờ. Thì mình nói chuyện qua với các bạn một chút xíu về cái AV này này. Hôm qua người ta chở sắt, người ta vẫn chưa chở đủ. Thì mình có gọi thợ hàn người ta về rồi. Thì hôm nay lại mất điện các bạn, thì thợ hàn người ta lại hoãn, lại hẹn sang ngày mai. Thế còn thì một số các bạn bảo là anh ơi anh sao kê xem hết bao nhiêu tiền đi. Thì thưa với các bạn thì mình chờ hàn xong này, mình mua thép, mua lưới về mình bọc xong. Tức là xong xuôi đâu đó thì mình sẽ sao kê cho các bạn, kiểu như sao kê giống như là giới nghệ sĩ bây giờ ấy. Thì sao kê lên một chút xíu để cho các bạn nắm được là tổng cái chi phí của cái AV này hết bao nhiêu tiền, để cho các bạn nắm được. Và các bạn nếu như bạn nào cũng muốn xây thì các bạn cũng có thể là chuẩn bị kinh phí, hoặc là các bạn cũng lên cái dự án để xây AV. Thì còn thì cái video hôm nay của mình cũng xin kết thúc ở đây. Một lần nữa xin chào các bạn và chúc các bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo, chúng ta lại chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái câu chuyện vui trong cuộc sống. Rất mong các bạn đăng ký này, các bạn để lại bình luận để chúng ta tiếp tục những cái câu chuyện, những cái kinh nghiệm hay mà mình cần học hỏi của các bạn. Ok, xin chào các bạn.